Rồi, đối với cái câu đầu tiên này á, thì mình có nó cho cái phương trình x là quãng đường đúng không? Thì nó hỏi là độ lớn của gia tốc ha, thì mình có là v vận tốc thì sẽ bằng là đạo hàm của quãng đường, thì nó sẽ là 3 trừ đi 2t ha, và gia tốc á, thì nó sẽ bằng là vận tốc đạo hàm và bằng là đạo hàm cấp 2 của quãng đường thì nó là 3 ha. Đó, và ở đây là gia tốc của nó bằng 3, nó sẽ không có phụ thuộc vào thời gian. Rồi, đầu tiên đối với câu này á, thì nó nói là một cái mô tô ha, lái về hướng nam với tốc độ 20 m trên giây trong 3 phút. Thì bây giờ mình sẽ vẽ cái hướng ra trước đi. Thì đây đây là hướng đông nè, đây là hướng tây, đây là hướng nam ha, còn đây là hướng bắc. Rồi thì đầu tiên nó đi về hướng nam và sau đó là đi sang hướng tây, rồi và cuối cùng là đi theo hướng đây là hướng tây bắc ha, hướng tây bắc. Rồi thì nó hỏi là độ lớn của vector độ dời và cái khoảng quãng đường đi được đúng không? Thì vector độ dời á, nó sẽ là cái vector nối từ điểm đầu nè cho tới cái điểm cuối ha, thì đó là vector độ dời. Còn còn quãng đường á, quãng đường thì nó sẽ là những cái đoạn này, những đây những cái đoạn này đi được cộng lại thì nó sẽ là quãng đường. Còn đây vector delta r á, là nó sẽ là cái đoạn này, nó là độ dời ha. Rồi thì đầu tiên mình có là 20 m trên giây trong vòng 3 phút đúng không? Thì mình sẽ tính được cái đoạn này nó là 3.600 m ha, 3.600 m. Rồi với cái đoạn thứ hai á, thì nó là 25 m trên giây trong vòng 2 phút đúng không? Thì cái đoạn này nó sẽ là 3.000 m ha. Rồi và cái đoạn cuối cùng nó là 30 m trên giây trong vòng 1 phút, thì cái này là 1.800 m. Đó, như vậy thì bây giờ người ta hỏi á, người ta hỏi cái delta S á, thì mình nó sẽ là tổng của cái này với cái này. Đó, thì nó sẽ bằng là 8.400 m ha. 8.400 m. Rồi, còn cái delta R này bây giờ mình tính thì mình có cái hướng đây, nó nói là cuối cùng là nó đi về hướng tây bắc đúng không? Thì mình sẽ có hướng tây bắc á, là nó sẽ tạo với hướng tây một góc 45 ha, và tạo hướng bắc một góc 45 luôn. Thì như vậy mình có cái góc này á là 45 độ nè. Đó thì bây giờ mình sẽ tính cái độ dài của cái đoạn này ra ha. Thì nó sẽ là 1.800 nhân với lại cos 45 ha, nhân với lại cos 45 thì nó sẽ xấp xỉ là 1272 gì đó. Thì mình sẽ viết là 1.800 căn 2 trên 2 ha, căn 2 trên 2. Đó thì cái số chính xác của nó sẽ là số này. Cái này xấp xỉ. Thì như vậy á, mình thấy là cái đoạn này nè, nó ngắn hơn ha, nó ngắn hơn so với cái đoạn này đúng không? Đó, thì bây giờ mình muốn tính delta R thì mình sẽ dùng Pythagore đối với cái đoạn gạch nối này với lại cái đoạn dọc này. Mình dùng Pythagore là nó sẽ ra delta R đúng không? Thì như vậy cái đoạn này á, cái đoạn nhỏ này thì có phải nó là lấy cái đoạn 3.600 trừ đi cái 1.800 căn 2 trên 2 này thì nó sẽ ra được cái đoạn này đúng không? Đó thì ở đây mình sẽ viết ra đây nó sẽ là 3.600 ha. Nó sẽ là 3.600 trừ đi 1.800 căn 2 trên 2 ha. Đó, thì mình có cái đoạn này là nó bằng như vậy. Rồi, tới cái đoạn lớn này á thì nó sẽ là 3.000 nè. Ở đây mình chiếu lên, đây với đây mình chiếu lên đúng không? Thì rõ ràng mình có cái đoạn này nó là 3.000 ha. Đây cái đoạn này là nó là 3.000 m rồi. Cộng với lại cái đoạn kế bên này
cộng với cái đoạn kế bên này. Thì cái đoạn kế bên này nó cũng sẽ là 1.800 ha, nhân với lại cos 45 độ luôn. Đó, thì mình sẽ tính được cái đoạn này ha. Và cái đoạn này nó sẽ là 1.800 nè. Nó sẽ là 1.800 nhân với cos 45 thì nó lại là căn 2 trên 2 ha. Cộng với 3.000. Rồi, bây giờ mình sẽ tính toán, mình sẽ dùng Pythagore là nó sẽ ra ha. Rồi, thì kết quả nó ra là bằng 4.865. Đó, tức là gần 4.870 m ha. Như vậy là đáp án của mình sẽ là câu C ha. Rồi nó rồi câu 3. Nó nói là một người đi bộ với tốc độ 5 m trên giây dọc theo đường thẳng từ điểm A đến điểm B và sau đó trở về bên A với tốc độ là 10 m trên giây, thì nó hỏi là tốc độ trung bình. Thì các bạn nhớ tốc độ trung bình á, average và chữ speed ha. Chữ speed này á thì nó sẽ là chữ speed này nó là tốc độ và nó không bao giờ âm nha, nó không bao giờ âm. Đó. Rồi. Thì mình đây A đi từ điểm A lên điểm B đi. Rồi. Thì nó hỏi vận tốc trung bình đúng không? Nó có một chiều đi và một chiều về nè. Thì bây giờ chiều đi của nó là sẽ bằng là quãng đường ha. Quãng đường chia cho cái vận tốc của nó là 5 nè. Rồi, còn còn chiều đi về, đi từ B về A thì mình sẽ có cái thời gian đi. Nó cũng là quãng đường luôn. Quãng đường chia cho vận tốc khi đi về là 10 ha. Rồi, và nó hỏi là vận tốc trung bình thì mình có cái công thức để tính vận tốc trung bình á, tính tốc độ trung bình á. Thì nó sẽ bằng là quãng đường ha, tổng quãng đường, tức là đi từ A về B xong rồi B đến A đúng không? Thì tổng quãng đường của nó sẽ là 2AB ha. Và chia cho tổng thời gian, tức là ở đây là TAB cộng với lại TBA. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thay vô nè. Đó thì mình thấy nó có cái AB giống nhau đúng không? Thì mình sẽ triệt tiêu nó đi. Và ở đây nó còn là 2 chia cho 1 phần 5 cộng với lại 1 phần 10. Đó. Thì cái này mình sẽ được là 20 phần 3 ha. 20 phần 3. Tức là xấp xỉ 6.67. Đó. Như vậy đáp án của mình là câu D ha. Rồi cái câu số 4 thì nó cũng là một người đi từ A đến B, vận tốc đi là 5. Sau đó đi B đến A, vận tốc đi là 10. Và nó hỏi là tốc độ ở đây nó hỏi là vận tốc trung bình ha, chữ velocity là vận tốc trung bình. Và cái velocity này á thì nó có thể âm được ha. Thì mình có như thế này. Đây đây là A, đây là B. Thì mình có cái velocity á. Cái velocity á thì nó sẽ bằng cái độ dời á, cái vector độ dời hồi nãy giống như câu trước á, thì mình có delta r nè và mình chia cho tổng cái thời gian nó đi ha. Và mình có là gì ở đây á, vector độ dời á, tức là ban đầu nó đi từ A đến B nè, sau đó đi từ B về A ha. Như vậy đó, cái vector cái độ dời của nó là bằng 0, delta r nó bằng 0. Như vậy thì cái vận tốc trung bình của nó là 0 ha. Đó. Câu số 5 á thì nó một hòn đá được thả vào dòng sông đúng không? Từ một cây cầu cao 43,9 m. Một hòn đá thứ hai thì được ném dọc xuống. Một giây sau khi hòn đá thứ nhất được thả ra, hòn đá thứ hai hai hòn đá chạm mặt nước vào cùng một thời điểm. Và
cái nó hỏi tốc độ ban đầu của cái hòn đá thứ hai. Rồi đây thì đây là cái cầu ha, và đây là mặt nước, thì khoảng cách của nó sẽ là 43,9 m ha. Thôi mình sẽ đặt nó là H đi, mình sẽ đặt nó là H. Rồi thì đối với cái hòn đá thứ nhất á, thời gian mình sẽ có là để nó rơi xuống đây á, để nó rơi tự do xuống á, thì mình sẽ có là gì, mình sẽ có là 1/2 g ha, gia tốc nhân với lại t bình phương. Nhân với lại t bình phương thì nó sẽ bằng h đó. Thì mình đây là đối với hòn đá thứ nhất. Còn hòn đá thứ hai á thì nó sẽ có cái vận tốc ban đầu đúng không, thì mình sẽ có nó là và nè, và hai mình phân tích cái đề một chút, tức là hai hòn đá nó chạm mặt nước cùng lúc với nhau đúng không. Còn cái hòn đá thứ nhất, cái hòn đá thứ hai nó thả sau hòn đá thứ nhất là 1 giây, thì có phải như vậy á là hòn đá thứ nhất cái thời gian của nó là t, thì hòn đá thứ hai thời gian của nó sẽ là t trừ một ha, sẽ là t trừ một đó. Rồi mình sẽ là v nhân với t trừ một nè, cộng với lại 1/2 g nhân với lại t, đây là t trừ một đúng không, t trừ một tất cả bình phương thì nó cũng sẽ bằng với h luôn đó. Thì như vậy rồi thì mình sẽ có hai cái phương trình như thế này, và mình có h nè, như vậy đó thì từ đây là mình sẽ tìm ra được t ha. Mình có h là 43,9 rồi. Mình cái đề bài nó không nói gì thì mình sẽ lấy g bằng 9,8 ha. Vậy thì mình có ở đây là t nó sẽ bằng là căn 439 phần 7. Thì tốt nhất là các bạn nên để cái dạng phân số như thế này để tránh cái sai số. Rồi và mình có t rồi đúng không, thì mình sẽ thế nó vô cái phương trình thứ hai ha, mình sẽ thế nó vô cái phương trình thứ hai và mình sẽ giải ra được cái vận tốc của nó đó. Rồi thì mình sẽ thu được là vận tốc của nó sẽ là xấp xỉ 12,3 mét trên giây ha, mét trên giây. Rồi thì ở đây nó sẽ là đáp án B. Ở đây có dấu trừ á, ở đây có dấu trừ là tại vì cái hướng của hòn đá nó là ném xuống như thế này ha. Còn đề bài á, người ta sẽ là đang là chiều dương hướng lên, thì ở đây nó sẽ là cái vận tốc của mình nó đi xuống nên nó sẽ là dấu trừ ha. Cái hai vật rắn được ném đồng thời ha, từ một điểm, một cái á, thì ném thẳng lên và cái còn lại thì góc với một góc 30 độ so với phương ngang. Vận tốc đầu của hai của mỗi vật thì là 25 m trên giây, bỏ qua lực cản không khí, tìm khoảng cách tại thời điểm T 1,7 đúng không. Rồi thì mình sẽ có là thằng thứ nhất là được ném thẳng lên nè, còn thằng thứ hai á là ném xiên ha, ném xiên và cái góc này là góc theta đó, bằng mình có theta là bằng 30 độ. Thì nó hỏi là tìm khoảng cách đúng không. Rồi thì mình sẽ viết cái phương trình ra cho từng thằng á. Đầu tiên là mình chọn cái hệ tọa độ đi, mình chọn cái hệ tọa độ ha. Đây hướng lên này mình sẽ chọn là y, còn hướng sang ngang thì mình sẽ chọn là x, mình sẽ chọn là x.
Rồi thì mình chọn chụp tọa độ như vậy, và giả sử ở đây là điểm, đây là góc tọa độ luôn ha, đây là góc tọa độ luôn. Rồi đối đây là thằng thứ nhất, đây là thằng thứ hai. Rồi đối với thằng thứ nhất á thì ném thẳng lên thì rõ ràng là x một á nó luôn luôn bằng không, đúng không? Rồi còn mình sẽ có cái y á, cái y của nó chính là bằng mình sẽ có cái y của nó chính là bằng 25 ha. 25t. 25t trừ cho 1 phần 2 g t bình. Đó. Thì cái đó mình sẽ có được cái tọa độ của thằng thứ nhất. Rồi, đối với thằng thứ hai á thì mình cũng làm tương tự như vậy thôi, mình sẽ có x2 á, nhưng mà thằng này bây giờ nó sẽ là ném ném xiên ha. Như vậy thì mình sẽ chiếu lên cái phương ngang á thì vận tốc của nó sẽ là 25 nhân với lại cos của theta nhân với lại t ha. Còn y2 á thì nó sẽ là 25 sin theta nhân với lại t trừ đi 1 phần 2 g t bình. Đó, thì bây giờ nó hỏi là khoảng cách giữa hai cái vật rắn này á thì nó cũng giống như là tìm khoảng cách giữa hai điểm trong mặt phẳng OXY vậy thôi. Đây mình có tọa độ của nó nè, mình có tọa độ của nó thì có phải khoảng cách của nó sẽ là x2 trừ cho x1 tất cả bình phương cộng với lại y2 trừ cho y1 tất cả bình phương ha. Đó thì mình ở đây mình sẽ thế t bằng 1,7 vô đây ha, mình sẽ tìm ra rồi thì đáp án của mình nó sẽ là 42,5 ha, 42,5 câu D. Rồi tới câu số 7 thì nó nói là một cái tên lửa được bắn từ phương bắn theo phương ngang từ một cây súng cấp 4 cao 45 mét so với mặt đất và rời khỏi nòng súng với tốc độ là 50 mét trên giây, thì nó hỏi là bay được bao xa, đúng không, trước khi mà nó chạm đất. Thì đây mình có cái nòng súng, nó ra khỏi nòng súng ha, theo phương ngang với vận tốc là 50 mét trên giây đó, và nó sẽ bay theo cái hướng này và nó chạm đất. Rồi thì khoảng cách giữa súng với lại mặt đất là 45 mét, thì nó hỏi là bay được bao xa, đúng không? Thì ở đây trên phương thẳng đứng là nó không có vận tốc đầu ha. Như vậy thì cái thời gian để nó chạm đất á, thì mình sẽ có là 1 phần 2 ha. 1 phần 2 g t bình thì nó sẽ bằng 45. 45. Đó, như vậy thì mình sẽ tính được cái t ra. À, cái t á nó sẽ là 15 căn 2 trên 7. Rồi. Và nó hỏi đi được bao xa, đúng không? Thì đây là thời gian nè. Bây giờ mình lấy thời gian nhân với lại vận tốc ngang của nó là 50 ha. Nhân với 50 thì mình sẽ ra được quãng đường là 151,52 ha. Đó, 151,52 mét. Thì ở đây đáp án mình sẽ là câu C. Rồi câu số 8, đó một cái tên lửa được bắn theo một cách mà cái tầm bay ngang của nó thì bằng 4 lần cái chiều cao tối đa
thì hỏi góc bắn là bao nhiêu. Thì mình sẽ có như thế này. Đây, mình sẽ gọi cái góc là góc alpha đi ha. Nó sẽ đi như thế này và nó chạm đất ở đây. Rồi, thì mình có chiều cao tối đa. Đây là cái khoảng cách, cái quãng đường nó đi ha. Thì mình sẽ có là D. Yêu cầu thì D nó sẽ bằng 4 lần H, đúng không? Rồi, thì đầu tiên á, mình sẽ đi tìm cái H trước ha. Mình có công thức là mình sẽ gọi vận tốc ban đầu là V0 đi. Rồi, thì có phải cái vận tốc theo phương thẳng đứng á, cái vận tốc theo phương thẳng đứng của nó về theo phương Y á, Y ha, đây là theo hướng này là hướng X. Đó, thì cái vận tốc thẳng đứng VY của nó sẽ là V0 nhân với lại sin alpha. Và mình có một cái công thức liên hệ là đó là hai lần ha, hai lần GH thì sẽ bằng là VY bình phương, sẽ bằng VY bình phương. Đó, rồi thì mình sẽ được H ha, mình chuyển vế qua, mình chuyển vế qua H thì nó sẽ bằng là VY bình phương chia cho 2G. Rồi, còn cái khoảng cách thì tính như thế nào? Cái khoảng cách thì nó sẽ là VX ha, VX nhân với lại thời gian bay, nhân với lại cái thời gian bay. Rồi, thì mình có D bằng 4H đúng không? Thì mình sẽ thay vô, là VXT thì nó sẽ bằng 4 lần VY, VY bình phương chia cho 2G ha. Đó, thì mình sẽ rút gọn đi, còn 2 lần VY bình phương trên cho G, đúng không? Rồi, thì mình có một cái công thức nữa, đó là khi mà đây có phải mình gọi t á, là thời gian mà nó đi hết từ đây đến đây, đúng không? Như vậy thì có nghĩa là t trên 2 ha, t trên 2 chính là thời điểm này nè, thời điểm này chính là thời điểm mà nó đạt độ cao cực đại ha, thì nó sẽ là t trên 2. Thì như vậy mình có một cái phương trình nữa, đó là chính là VY VY trừ cho G nhân T trên 2 bằng 0. Tại vì ở đỉnh á, thì cái vận tốc theo cái phương Y á, thì nó sẽ bằng 0 ha. Đó, thì ở đây mình được một cái phương trình này nè. Xong rồi mình sẽ thay vào cái phương trình trên, đúng không? Thì mình sẽ có là VY thì bằng GT trên 2, đúng không? Thì mình sẽ thay vào cái phương trình này. Đây, thì nó sẽ là VX nhân T bằng 2 lần G bình ha, T bình trên 4 chia cho G. Đó, thì mình rút gọn nó dần dần đi. Có VX 2 lần G bình nhân T, đây rút gọn cái này đi, trên 2. Đó, thì như vậy mình ở đây mình sẽ thấy, mình rút gọn hết đi ha, mình rút gọn nó đi là nó sẽ còn lại là VX cũng bằng GT trên 2, VX bằng GT trên 2. Và VY á, VY đây mình có VY nè, VY nó cũng bằng GT trên 2 luôn, đúng không? Thì như vậy mình sẽ có là VX nó sẽ bằng với lại VY. Đó, VX với VY bằng nhau á, thì cái góc alpha này nè, nó phải bằng 45 ha. Rồi, ở đây á, nếu mà các bạn chưa nhìn ra thì cái này nó sẽ là V0 cos alpha. Còn bên đây là V0 sin alpha ha. Đó, thì mình chuyển vế qua, mình có tan alpha bằng 1. Nhưng mình add tan ra thì alpha sẽ bằng 45 độ ha. Câu số 9, một vệ tinh trái đất
di chuyển với quỹ đạo hình tròn 640 km, cách mặt đất 640 km, với chu kỳ là 98 phút. Thì độ lớn của gia tốc hướng tâm thường có đây là trái đất nè. Thì đây là cái quỹ đạo của vệ tinh ha. Thì cái vệ tinh nó nằm ở đây và nó cách trái đất là 640 km. Rồi thì để tính gia tốc hướng tâm á, thì mình có gia tốc hướng tâm nó sẽ là bằng V bình chia R ha. Mà V ở đây á, thì nó sẽ bằng là R nhân với lại tốc độ gốc ha. Thì mình thay vô đây, hoặc là các bạn có thể nhớ luôn cái công thức, các bạn dùng luôn công thức này từ đầu, đó là omega bình phương nhân với R. Thì mình có omega là bằng gì? Omega sẽ bằng là 2pi chia cho t ha, chia cho t tất cả bình phương và nhân với R. Đó thì tới đây là mình sẽ thay số vô nè. Đây là 2pi chia cho t. T thì mình để đơn vị chuẩn của nó là giây ha. Ở đây là 98 phút. Thì sẽ là 98 nhân 60 nè. Đó, bình phương nhân với R. Thì cái R này các bạn cẩn thận ha. R nó là khoảng cách từ cái vệ tinh cho tới tâm trái đất. Còn ở đây người ta cho là chỉ là từ cái vệ tinh cho tới bề mặt của trái đất thôi ha. Thì như vậy mình phải cộng với lại cái R của trái đất nữa. Thì cái R của trái đất ở đây á, nó sẽ là 6.400 km. Đó, cộng với lại 640 km ha. Rồi các bạn đổi về mét thì nhân với lại 10 mũ 3 nữa. Rồi như vậy ở đây nó sẽ ra là 8.038. Như vậy là xấp xỉ 8 ha. Rồi đáp án mình sẽ là câu B. Rồi câu số 10. Một con tàu đi dọc theo xích đạo ha, theo hướng Tây, với vận tốc là 30 km/h. Gió đông nam thì thổi theo hướng theo góc 60 độ với lại xích đạo và vận tốc 10 km/h, và tìm vận tốc tương đối của gió đối với tàu, đúng không? Rồi thì mình đầu tiên là mình sẽ xác định, mình vẽ cái hướng này trước ha. Hướng đông nè, hướng tây, đây là hướng bắc, rồi đây là hướng nam. Thì con tàu nó đang đi về hướng tây, tốc độ là 30 km/h. Còn gió thì thổi về hướng đông nam, tạo một góc 60 độ đối với xích đạo, đúng không? Thì đây là hướng đông nam nè, và tạo một góc là 60 độ so với xích đạo. Vận tốc là 10 km/h. Rồi, thì bây giờ nó hỏi là vận tốc của gió đối với con tàu á, thì mình sẽ giả sử là con tàu đứng yên ha. Con tàu đứng yên thì khi đó cái vector vận tốc của gió nó sẽ như thế này, nó sẽ thêm một đoạn 30. Nên mình sẽ giả sử con tàu đứng yên nè. Như vậy thì khi đó cái người đứng trên con tàu á, sẽ thấy gió nó đi với hướng ban đầu là 10, đúng không? 10 km theo hướng đông nam. Thì bây giờ nó sẽ cộng thêm một cái vector này như này nữa. Thì người đứng trên con tàu á, người đó sẽ nhìn thấy là gió nó sẽ đi theo cái hướng mũi tên này nè. Nó sẽ là tổng hợp giữa cái vector này với lại vector ban đầu của nó ha. Và rồi thì bây giờ mình sẽ tính cái đoạn này ra ha. Mình sẽ dùng cái quy tắc tam giác á, cái định lý cos trong tam giác ha. Thì mình có cạnh này là 10, cạnh này là 30 nè. Thì vận tốc gió của mình ở đây nó sẽ là Rồi cái vận tốc gió của mình ở đây nó sẽ là 10 bình nè.
cộng với lại là 30 bình và trừ 2 nhân 10 nhân 30 nhân với cos góc này ha, cos góc này thì mình có hai cái góc này nó sẽ bằng nhau nè, hai góc này nó sẽ bằng nhau tại vì hai đoạn này nó song song với nhau ha. Đó, mà cái góc này á, mình có góc bên này là 60 rồi thì cái góc bên này là 120 ha. Thì như vậy cái góc mình cần tìm cũng là 120. Thế là cos 120 độ. Và nó sẽ là 36.05 km/h. Đó thì như vậy đáp án của mình đây sẽ là câu C. Rồi câu 11 có hai cái lực mà tác dụng lên một vật rắn 3 kg có thể di chuyển trên một cái sàn không ma sát, một lực là 9 newton về hướng đông, lực còn lại là 8 newton 62 độ về hướng bắc của hướng tây. Thì độ lớn của cái gia tốc của cái vật rắn đúng không? Thì đây mình có cái vật như thế này, mình sẽ có là nó là 9 newton ha. Rồi còn cái lực còn lại á thì nó sẽ là 62 độ. Thì mình có cái góc này nó sẽ là 62 độ nè. Đó thì bây giờ mình muốn tìm gia tốc đúng không? Tìm gia tốc thì mình sẽ có là lấy F chia cho M thôi ha. Và F ở đây tổng hợp lực của mình á, nó sẽ là 9 trừ cho 8 nhân với lại cos 62 độ chia cho khối lượng bằng 3. Thì ở đây mình sẽ có nó là 1,78 ha. 1,78. Vậy thì nó gần, nó sắp xỉ phương án A ha. Thì mình sẽ chọn câu A. Rồi câu 12, một vật khối lượng là 100 kg được đẩy với tốc độ cố định lên một cái dốc, một cái mặt phẳng nghiêng không ma sát góc alpha, góc theta bằng 20 độ bởi một cái lực theo phương ngang là F. Thì độ lớn của lực theo phương ngang của lực F và độ lớn của lực Q do cái mặt phẳng tác dụng lên cái vật ha. Thì đây mình sẽ có cái góc nghiêng của thằng này là 20 độ. Đây là vật. Thì đây là lực F. Lực F hướng theo phương ngang ha. Rồi, thì mình sẽ viết phương trình Newton cho nó. Thì mình có là nó được đi lên với lại vận tốc cố định đúng không? Thì có nghĩa là gia tốc của nó bằng 0. Gia tốc của nó bằng 0 ha. Thì mình sẽ xét trên cái phương này nè. Mình sẽ xét trên cái phương này thì nó đang đứng yên đúng không? Thì nó đang có gia tốc bằng 0 đúng không? Thì mình sẽ có là F nè. Thì nó sẽ có lực tác dụng lên, mình sẽ chiếu lực F lên trên phương này. Và cái lực thứ hai á nó có trọng lực ha. Thì mình sẽ chiếu trọng lực lên cái phương này. Thì mình sẽ có là F cos theta ha. Trừ đi MG lại sin theta. Thì nó sẽ bằng 0. Đó, đó là phương trên phương, mình sẽ đặt phương này là phương OX đi. Đó, trên phương OX ha. Rồi. Phương vuông góc với cái mặt phẳng nghiêng á thì mình sẽ gọi nó là phương OY. Rồi, thì tương tự mình cũng áp dụng vào định luật 2 Newton vào. Thì mình chiếu lên phương OY thì nó thứ nhất nó sẽ có cái mình sẽ chiếu lên thì ở đây nó sẽ là MG cos ha. Rồi, còn trên phương này thì nó sẽ là và có
và cái lực ép ha, lực ép mình chiếu lên, lực ép mình cũng chiếu lên cái phương này luôn, thì mình sẽ được là f sin theta rồi. Và cái phản lực ha, phản lực thì mình sẽ có, mình sẽ có cái phản lực á, phản lực quy á, thì nó trừ đi cho, đây là trọng lượng nè, trọng lượng thì sẽ là mg nhân với lại cos theta ha, nhân với cos theta thì trừ tiếp cho f nhân với lại sin theta bằng 0. Đây, cái lực ép á, mình cũng sẽ chiếu nó lên phương OI luôn. Thì chiếu lên nó sẽ là F sin theta ha. Còn cái trọng lực mình chiếu lên thì nó sẽ là MG cos theta. Đó, thì mình sẽ giải cái này ra. Thì mình sẽ được F với lại Q. Thì ở đây mình sẽ giải được F là 300, khoảng 356.6 ha. 356.6 thì nó sắp xỉ 357, thì mình chọn câu C luôn. Rồi. Rồi câu 13, một cái khối cố định được đặt cố định khối lượng M ở trên sàn. Một lực với độ lớn là 0.5 mg thì được tác dụng lên với hướng lên với một góc là 20 độ. Thì độ lớn của gia tốc của viên gạch của cái khối đối với cái sàn, nếu như lực ma sát, hệ số ma sát là 0.6 đối với ma sát nghỉ và 0.5 đối với ma sát trượt ha, thì mình cứ thấy ở đây chữ S là nó là viết tắt cho chữ static, còn chữ K là chữ kinetic ha, nhưng mà mình chỉ cần thấy cái nào lớn hơn á thì cái đó sẽ là hệ số ma sát của ma sát nghỉ ha. Rồi. Mình sẽ có lực ở đây nó sẽ là 0.5 mg. Và trọng lượng của nó sẽ là mg. Rồi, góc này là 20 độ. Rồi thì bây giờ để mình muốn biết cái gia tốc của nó bằng bao nhiêu á, thì mình đầu tiên mình tại vì ở đây á là nó có ma sát ha, cho nên là mình phải tính cả cái ma sát vô nữa, thì mình có lực trên phương ngang á, nó sẽ là 0.5 nè, đầu tiên là 0.5 mg nhân với lại là cos 20 độ ha, thì mình sẽ chiếu cái lực này lên phương ngang là cos 20 độ rồi, và mình sẽ trừ đi, mình sẽ trừ đi cái ban đầu á, mình muốn biết nó đứng yên hay chuyển động á, thì mình cứ thay cái 0.6 vô trước ha. Mình sẽ thay 0.6 vô. Rồi. Ở đây á, ở trong đây á, nó sẽ là mg trừ đi 0.5 mg nhân với lại sin 20 ha, sin 20 độ. Tại vì cái này nó, cái lực này á, thì khi mà mình phân tích lực ra thì nó sẽ có gây lên thêm cái lực của nó hướng lên như thế này nè. Cái lực này là 0.5 mg sin 20 độ ha. Thì nó sẽ làm giảm đi cái ma sát, nó sẽ làm giảm đi cái lực nén của cái khối này lên mặt đất á. Đó, thì như vậy là mình sẽ xét coi cái này nó là âm hay dương ha. Thì mình sẽ rút hết mg ra ngoài. Còn một cái biểu thức gì đó ở trong đúng không? Thì các bạn sẽ tính cái biểu thức ở trong này. Rồi, thì khi mà mình tính toán ra thì cái này nó sẽ âm ha. Cái này nó sẽ là, nó sẽ mang dấu âm. Mang dấu âm có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái này, cái cụm này nó lớn hơn đúng không? Cái cụm này nó sẽ lớn hơn, nó sẽ lớn hơn 0.5 mg cos 20 độ ha. Đó, và cái lực mà phương ngang nó không lớn hơn, nó không lớn hơn được cái lực ma sát á, thì cái vật này nó vẫn sẽ tiếp tục đứng yên. Như vậy đáp án mình sẽ là câu B. Rồi, tới cái câu 14 thì nó nói là một vật khối lượng 0.5 kg được treo
trên dầm của một cái xe tải đang tăng tốc, lấy gia tốc bằng 2, tìm cái lực căng dây. Thì mình có đây, mình có cái xe như thế này ha. Thì nó đang, mình giả sử là nó có gia tốc A như thế này. Rồi thì khi mình treo lên, như treo lên thì khi mà mình chọn hệ quy chiếu gắn với lại cái xe thì cái vật của mình á, nó sẽ chịu một gia tốc hướng ngược lại ha, hướng ngược lại với cái gia tốc này đó. Ở đây là lực căng dây, đây là F, đây là sẽ là lực quán tính ha, lực quán tính, còn đây là trọng lực. Vậy thì mình có vector lực căng dây thì bằng tổng của vector lực quán tính cộng với lại vector trọng lực ha. Rồi thì bây giờ mình phá cái vector đi, mình tính thì nó sẽ là F quán tính bình phương cộng với lại trọng lực đó. Thì các bạn cứ hình dung nó như một cái tam giác vuông vậy đó. Đây, mình hình dung cái tam giác lực như thế này. Đây là P, đây là F, và đây là lực căng dây ha. Đó, thì mình áp dụng cái Pythagore là nó sẽ ra thôi. Rồi thì nó sẽ xấp xỉ 5 Newton ha. Như vậy đáp án của mình là câu D. Rồi, câu số 15. Một cái khối với khối lượng là 2,5 thì được đẩy đi một khoảng cách là 3 mét dọc theo một cái mặt bàn nằm ngang không ma sát với một lực constant với độ lớn là 16 và tạo một góc 30 dưới so với mặt phẳng ngang và hướng xuống ha. Rồi thì mình sẽ có nó như thế này, đây là cái khối của mình và cái lực ép như thế này, lực ép và góc này, đây là góc theta ha, theta bằng 30 độ. Thì nó hỏi là công thực hiện bởi trọng lực ha. Thì mình có công á, nó sẽ bằng F nhân S nè, F nhân S ha. Và F nhân S này á, nó phải là tức là hai thằng này nó phải cùng một phương với nhau. S này là cái quãng đường dịch chuyển theo cái hướng của lực đó. Thì ở đây mình nhìn á, đây trọng lực nó hướng xuống như thế này đúng không? Còn cái vật này á, nó được kéo ngang, nó đang di chuyển theo phương ngang như thế này, thì nó không có cái quãng đường theo cái phương của trọng lực á, nó bằng không ha. Thì S nó bằng không. Như vậy thì cái công sinh ra của trọng lực á, nó cũng bằng không luôn. Thì đáp án mình là câu B. Câu số 16, cái lực duy nhất tác dụng lên một một khối 2 kg đang di chuyển trên mặt phẳng xy có độ lớn là 5 newton. Cái khối ban đầu có vận tốc là 5 m/s theo hướng dương của trục x, và một thời gian sau đó nó có vận tốc là 5 m/s theo hướng dương trục y. Thì hỏi là công thực hiện bởi cái lực đó trong suốt khoảng thời gian đó đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chọn chiều dương trục x như thế này, trục y như thế này ha. Rồi thì ban đầu á, nó có vận tốc là 5 m/s theo hướng x, và lúc sau thì nó là 5 m/s theo phương y ha. Thì mình có công thức tính công á, công thức tính công của mình nó sẽ là tức là bởi vì á, nó chỉ có duy nhất một cái lực ép thôi ha, một cái lực ép nó tác dụng lên cái vật này, cho nên là cái độ biến thiên động năng của nó sẽ bằng công của cái lực sinh ra. Thì như vậy công ở đây nè thì sẽ bằng độ biến thiên động năng, tức là mình sẽ lấy 1/2 mv lúc sau ha, v lúc sau trừ đi
V lúc sau thì mình ghi là VF trừ đi 1/2 M của VI ha, V initial. Đó. Thì cái này nó sẽ là độ biến thiên. Cái này nó sẽ là độ biến thiên động năng nè. Đó, thì nó sẽ bằng với lại công thực hiện luôn ha. Rồi mình thay số vô thì mình thấy cái này nó bằng 0 ha. Như vậy thì công của cái lực này nó là bằng 0. 17. Thế năng của một hệ có hai chất điểm ha. Cách nhau một khoảng là R, được cho bởi UR bằng A trên R. A là hằng số. Tìm cái lực FR mà hai cái chất điểm nó tác dụng lên nhau, đúng không? Rồi thì cái câu này á, đầu tiên là mình có một cái công thức như thế này, tức là bình thường á thì mình sẽ có là A nó sẽ bằng là lấy nguyên hàm của F ds, đúng không? Đó thì công là nguyên hàm của lực theo quãng đường ha. Thì cái này là thế năng á. Thế năng thì mình cũng có một cái công thức nó tương tự như vậy, tức là U sẽ bằng nguyên hàm của F dr ha. Đó thì cái r này là cái khoảng cách á, thì mình sẽ nguyên hàm nó lên, tức là đây là F, nguyên hàm dr là r ha. Rồi thì mình thay U vào, U đây là bằng A chia R. Thì như vậy là F của mình nó sẽ là A chia cho R bình ha. Rồi, đáp án là câu B. Rồi, câu 18. Một vật trượt không ma sát vòng theo một cái vòng cung như thế này. Cái vật thì được thả từ trạng thái nghỉ ha, H bằng 4R, R bằng 1 và G bằng 9.8. Thì nó hỏi tốc độ của cái vật này tại điểm A ha. Rồi thì mình sẽ có là cái bài này á, thì mình sẽ dùng định luật bảo toàn năng lượng ha, định luật bảo toàn cơ năng. Thì mình thấy ở đây á, ban đầu á là nó đang ở trạng thái nghỉ, đúng không? Nó được thả từ trạng thái nghỉ và nó có độ cao là h, thì nó sẽ có thế năng trọng trường, nó sẽ là mg nhân h ha. Rồi đó là trạng thái đầu tiên. Còn trạng thái thứ hai á là khi nó đang ở cái điểm A này nè, thì nó cách mặt đất một khoảng là 2R ha. Và nó sẽ có vận tốc nữa. Như vậy thì cái cơ năng của nó lúc này là MG nhân với lại 2R ha, cộng với lại 1/2 M nhân với lại V bình. Đó thì cái V nó sẽ là vận tốc ở tại điểm A này ha. Rồi thì người ta cho H bằng 4R rồi. Thì như vậy bây giờ mình sẽ thay số vào. Ở đây người ta không cho cái khối lượng của vật ha, nhưng mà mình có thể rút gọn hai vế đi nè, nên là mình không cần cái khối lượng đó nữa. Rồi thì bây giờ mình sẽ thay số vào ha. Thay H bằng 4R. Thay H bằng 4R ha. Rồi thì mình sẽ giải ra được là V bằng 6.26 ha, đáp án câu A. Ở đây là MG nhân 2R ha, hồi nãy mình ghi nhầm. Đây, thì cơ năng của nó tại đây nó sẽ là MG nhân 2R ha. Rồi thì mình sẽ giải ra được V là 6.26 ha. Câu số 19 thì đầu tiên mình vẽ cái trục ra ha. Vẽ cái trục ra. Rồi nó nói là một vật 2 kg thì có tọa độ là x là -1.2 và 0.5, đúng không? Thì ở đây, đây mình đặt nó là vật A đi ha. Vật thứ hai là có x là 0.6 và -0.75. Rồi, lấy là điểm B đi. Rồi, thì nó hỏi là phải đặt một cái vật 3 kg ở chỗ nào để cái trọng tâm nó là -0.8, đúng không? Thì ở đâu đó bên đây. B.
Rồi thì nó hỏi là mình phải đặt cái điểm C ở chỗ nào. Thì mình có cái công thức trọng tâm á, công thức trọng tâm của mình á, nó sẽ bằng là m của A ha, tọa độ x trọng tâm của cái điểm này á, thì nó sẽ là MA nhân với lại XA nè, cộng MB nhân với lại XB, cộng MC nhân với lại là XC, chia cho tổng khối lượng ha. Rồi thì ở đây á, người ta cho mình người ta cho mình x ha, thì mình thay vô 0.8 nè. Rồi MA là 2 ha, 2 nhân với lại trừ 1.2 cộng với lại MB là 4, 0.6 cộng với lại MC là 3 đúng không? Thì XC mình đang cần tìm nè. Rồi mình chia cho tổng khối lượng ha, tổng khối lượng là 2 cộng 4 cộng 3. Đó thì mình sẽ giải cái hệ này ra ha, thì mình sẽ tìm được ha. Tìm được XC nó sẽ bằng là trừ 2.4 ha. Rồi thì đối với cái Y á, cái Y mình cũng làm tương tự như vậy thôi, công thức tương tự luôn. MA IA cộng MB IB cộng MC IC, rồi chia cho, cũng chia cho tổng khối lượng luôn ha. Rồi thì mình tiếp tục thay số vô, cũng là trừ 0.8. Đây là 2 nhưng với đây là 0.5 cộng MB, MB là 4 trừ 0.75 cộng với MC là 3 ha, 3 nhân với Y, IC, rồi chia cho tổng khối lượng. Rồi mình giải cái này ra thì mình sẽ được Y của mình là trừ 1.73. Như vậy thì câu này đáp án C ha. 20 thì nó hỏi là cái tọa độ ha, cái tọa độ Y của cái trọng tâm của cái đĩa đều như trong hình dưới này, thì mình sẽ gọi tổng cái khối lượng ở đây của nó là M lớn đi. Rồi thì mình sẽ chia nó làm 3 phần. Đây là phần A, đây là phần B, đó, đây là phần B, còn đây là phần C ha. Rồi mình sẽ chia làm 3 phần. Và nó nói ở đây á, vì cái đĩa này là đĩa đều nè, cho nên là cái khối lượng của nó sẽ phân bố đều và phụ thuộc vào cái diện tích ha. Rồi thì mình sẽ có MA nó sẽ bằng là M mình chia cho tổng diện tích nè, nhân với diện tích của A. Thì tổng diện tích á, thì bây giờ mình sẽ đi diện tích của A thì nó sẽ bằng là 4L bình phương. Diện tích của B thì nó sẽ là 14L bình. Và diện tích của C thì nó sẽ là 4L bình phương ha. Rồi thì mình lấy M lớn, mình chia đi cho tổng diện tích, ở đây là 4, 14, 4 là 22L bình ha. Rồi mình nhân với lại diện tích của thằng này là 4L bình. Đó thì cái khối lượng của nó sẽ là 4/22 ha, 4/22. Rồi tương tự thì mình cũng sẽ tính được MB. MB nó sẽ là 14M/22. Và MC nó là 4M/22 ha. Rồi thì mình sẽ áp dụng cái công thức trọng tâm ha. Thì mình có Y nè, độ Y thì bằng MA IA cộng với lại
cộng với lại MB IB cộng với lại MC IC và chia cho tổng khối lượng ha. Rồi thì mình bằng ra nè, mình có MA mình nó sẽ là 4/22 ha, 4/22. Rồi vậy cái nhân M lớn đúng không? Rồi cái IA mình biết á, trọng tâm của một cái hình chữ nhật ha, thì nó sẽ nằm trên giao điểm của hai đường chéo. Mình kẻ cái đường chéo ra đây nè, đó, mình kẻ cái đường chéo thì cái trọng tâm của nó sẽ nằm ở đây ha. Thì mình chỉ cần quan tâm ở đây nó hỏi y á, thì mình quan tâm tới y thôi. Thì ở đây là 2L nè, cộng với ở đây như vậy nó sẽ là 2,5L ha, sẽ là 2,5L. Rồi cộng tiếp cho cái B ha. Cái B thì khối lượng của nó là 14M/22 đúng không? Nhân với lại rồi thì cái tọa độ của nó cũng là nằm trên giao điểm của hai đường chéo ha. Đó thì nó sẽ nằm đâu đó ở đây. Thì ở đây là 7L nè, thì nó sẽ cách cái đầu này là 3,5, đầu này 3,5, thì ở đây nó sẽ là -0,5 ha. -0,5L. Rồi. Cộng tiếp với lại MC. MC của mình là 4M/22 ha. Nhân với lại L nhân với lại cái trọng tâm của nó, thì đoạn này là 2L ha, thì đoạn này sẽ là -3L. Rồi mình chia cho tổng khối lượng thì MA cộng MB cộng MC thì nó ra M lớn đúng không? Thì mình sẽ thu gọn cái M lớn này đi, mình thu gọn M lớn đi. Đó, thì bây giờ nó chỉ còn L thôi, thì mình sẽ thay L vô để mình tính ha. Rồi thì đáp án của mình nó sẽ ra là -2.045 cm ha. Thì như vậy ở đây sẽ là câu D. Câu 21, một quả pizza đang đi với tốc độ 5m/s ha, gặp một cái quả đứng yên cùng khối lượng, thì sau va chạm cái quả thứ nhất với tốc độ là 4.33 góc 30 độ so với phương x, giả sử là va chạm hoàn toàn đàn hồi, bỏ qua ma sát và chuyển động quay, thì tìm tốc độ của cái quả bóng này đúng không, của cái quả bóng ban đầu á. Rồi thì ở đây nó nói là gì, nó nói là đây là va chạm đàn hồi ha. Va chạm đàn hồi thì động lượng của nó sẽ được bảo toàn, thì mình sẽ viết cái phương trình động lượng ra. Mình có ban đầu là M ha, nhân với vận tốc ban đầu của nó là V nè. Rồi mình sẽ gọi cái này là một đi. Rồi thì còn cái này là 2 ha. Rồi thì mình sẽ có M1 á nhân với lại V0 thì sẽ bằng M1 nhân với lại V1 ha, nhân với lại cos của góc phi, cộng với lại là động lượng trên phương x ha, đây là phương trình động lượng trên phương x của nó nè, thì cộng với lại là M2 nhân V2 nhân với lại cos 30. Rồi còn trên phương y á, ban đầu cái quả bóng nó đi thẳng thôi đúng không, thì động lượng trên phương y của nó bằng 0 ha, có nghĩa là động lượng từ thằng này với thằng này nó phải triệt tiêu với nhau, nó phải bằng nhau, thì nó sẽ là gì, nó sẽ là M1V1 nhân với lại sin phi
Nó sẽ bằng với lại M2 V2 nhân với lại là sin 30 ha. Rồi thì mình có hai cái phương trình này thì mình sẽ thay số vô. Rồi công việc của mình sẽ rút gọn cái M đi ha, tại vì người ta nói là nó cùng khối lượng nè, rút gọn M của nó đi. V0 là 5, V1 là chưa biết đúng không? Copy cộng với lại V2 người ta cho là 4.33, code 30. Rồi thì cái này cũng vậy, mình cũng sẽ rút gọn cái M của nó đi. V1 thì V1 sin phi thì nó sẽ bằng là V2 là 4.33 sin 30. Rồi mình giải cái này ha, mình sẽ tìm ra được V1 là bằng 2.5 ha, 2.5, 2.5 mét trên giây. Rồi mình chọn câu D ha. Rồi câu 22, một cái quả cầu thép khối lượng 0.5 được treo bằng sợi dây ha, dài 0.7 nè, cố định một đầu và sau đó là được nâng lên và thả xuống như thế này. Tại cuối đường á thì nó sẽ va chạm với lại một cái khối thép ha, nặng 3.5 kg trên một cái mặt phẳng không ma sát. Rồi va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Tìm cái vận tốc của cái quả cầu sau khi va chạm đúng không? Rồi thì mình đầu tiên mình sẽ tìm cái vận tốc của thằng này ngay trước khi va chạm ha, tại vì mình thả nó từ đây xuống nè thì ở đây nó sẽ có vận tốc ha. Thì mình nó sẽ là ở tại điểm đầu thì cái động năng nó bằng 0 ha. Mình sẽ có MG nhân với lại ban đầu nó là 0.7 ha, MGH thì bằng 1/2 MV bình. Đó thì mình có cái dây 0.7 nè thì cái H nó sẽ là 0.7 ha. Như vậy thì mình sẽ tính ra được V của mình sẽ là 7 căn 7/5. 7 căn 7/5 ha. Rồi. Và khi nó va chạm với cái này á, mình sẽ có động lượng của nó sẽ được bảo toàn. Thì động lượng của nó sẽ là mình sẽ gọi cái này là 1 đi, cái này là 2 ha. Mình sẽ có là M1 nhân với lại V0 thì bằng M1 nhân với V1 cộng M2 nhân V2. À đây phải là trừ ha, trừ M1 nhân V1. Tại vì khi cái này nó đi xuống như thế này nè, nó đi xuống như thế này thì cái 2 nó sẽ đi về đây đúng không? Còn cái số 1 nó sẽ đi ngược lại, cho nên ở đây mình phải lấy dấu trừ ha. Rồi rồi mình sẽ có một phương trình bảo toàn năng lượng nữa, bởi vì va chạm đàn hồi á thì năng lượng nó sẽ bảo toàn ha. Mình sẽ có là 1/2 M1 V0 bình sẽ bằng với lại là 1/2 M1 V1 bình cộng 1/2 M2 V2 bình. Rồi thì như vậy bây giờ mình có hai phương trình, mình có hai ẩn là V1 V2 ha, thì mình sẽ giải được thôi. Rồi mình thay số vô trước nè, mình có M1 là 0.5 ha, V0 là 7 căn 7 chia 5. Đây là trừ M1 là trừ 0.5 nhân với lại V1
cộng với lại M2 là 3,5 nhân V2. Rồi, thì cái đề người ta hỏi là gì? Tốc độ của cái quả cầu đúng không? Thì nó hỏi là V1. Thì bây giờ mình sẽ rút V2 ra ha. Mình rút V2 ra. V2 là bằng 0,5 nhân 7 căn 7 chia 5 cộng với lại 0,5V1 cộng 0,5V1 chia cho 3,5 ha. Rồi, thì mình có cái V2 nó như thế này. Đó, mình có V2 như thế này. Thì mình sẽ thay vô đây. Mình sẽ thay vô cái phương trình này. Thì mình đặt V1 là ít ha. Mình bấm máy tính. Thì máy tính nó sẽ giải ra cho mình là V1 sẽ bằng là 2,778. Vậy làm tròn lên là 2,78 ha. Như vậy con này mình chọn câu B. Câu 23, tính cái moment quán tính của một cây thước 1m với khối lượng là 0,56 kg quay xung quanh với cái trục quay vuông góc và ở chỗ là 20 cm, đúng không? Rồi, thì đây là cây thước của mình. Nó sẽ có cái trục quay ở đây ha. Đó, cách đây là 20 cm nè. Rồi, thì mình sẽ áp dụng cái công thức đó là y thì sẽ bằng là y0 ha cộng với lại m cộng với lại mr bình cộng với lại md bình. Thì với d, với cái d này á, là khoảng cách từ cái chỗ quay á cho tới cái trọng tâm ha, cho tới cái trọng tâm. Rồi, ok, thì y0 mình có cây thước á, của cây thước nó sẽ là 1/12 m nhân l bình cộng với là m đây là 0,2 thì cách trọng tâm nó sẽ là 0,3 bình ha. Rồi, mình thay số vô. Thì nó sẽ là 0,097 ha. 0,097 thì đáp án mình là câu A. Câu 24. Một cái khối 1 có khối lượng là 1, khối 2 khối lượng là 2 và cái pulley được giữ không ma sát. Bán kính là 5 cm. Khi thả từ trạng thái nghỉ thì cái khối 2 rơi được 2m trong vòng 5 giây và sợi dây không trượt. Thì hỏi T1 và T2. Rồi, ok. Thì mình có cái 2 nó sẽ đi xuống như vậy đúng không? Thì mình sẽ có nó đi xuống một cái gia tốc là mình sẽ tính được là mình có là 1/2 A ha. 1/2 AT bình thì bằng cái quãng đường của nó đi được á, đường đi được của nó là 2m, t thì mình thay là 5 giây ha. Thì mình sẽ tìm ra được là A bằng 0,16 m trên giây bình phương, đúng không? Rồi, thì mình sẽ viết cái phương trình Newton để mình tìm T2 với T1 thôi. Tại vì cái sợi dây này nó không trượt, đúng không? Cho nên là thằng M1 đi lên bao nhiêu thì thằng M2 đi xuống bấy nhiêu ha. Rồi, có nghĩa là hai gia tốc con này bằng nhau. Mình sẽ có là M2G trừ cho T2 thì bằng là M2A. Rồi T1 trừ cho M1G thì bằng M1A ha. Rồi, thì mình thay A vô đây. Mình sẽ tìm được là T1 của mình nó sẽ bằng là 9,96 Newton. Còn T2 nó sẽ là 19,28 ha. Rồi, thì đáp án của mình nó sẽ là câu C.
Rồi, một người đứng trên một cái bàn quay ha, vận tốc góc là 1,2 radian trên giây. Moment quán tính ban đầu là 6 kg nhân mét vuông. Nếu như mà di chuyển cái viên gạch làm giảm cái moment quán tính xuống còn 2 thì cái tốc độ góc là bao nhiêu, thì mình sẽ có trong cái câu này thì cái động lượng ha, động lượng nó sẽ bảo toàn, thì cái động lượng của mình nó sẽ là y nhân với là omega ha. Đó, thì vì nó bảo toàn cho nên là y 1 omega 1 sẽ bằng y 2 omega 2. Đó. Rồi mình có y 1 là bằng 6 nè. Omega 1 là 1,2. Y 2 bằng 2 và omega 2 ha. Thì mình dễ dàng tìm được omega 2 của mình nó sẽ là 3,6 radian trên giây ha.